các bạn thân mến, hôm nay mình đến trung tâm văn hóa thành phố Sa Đéc thì mình thấy có cái không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng du lịch tỉnh Đồng Tháp. Rồi, các bạn thấy không? Đây, rất là đẹp luôn. Mình đi vào, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây là phục vụ cho cái tuần lễ du lịch ở thành phố Sa Đéc quê mình á. Xoài ngồi quá đẹp nè các bạn ơi, quất hồng ơi vung. Xoài này là xoài cao lãnh, xoài cao lãnh quất hồng ơi vung. Hoa thủy Sa Đéc Đồng Tháp đây các bạn thấy không, đủ cả các cái màu sắc hết, màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Quá đẹp đi các bạn ơi. Đây là trong cái nhà trưng bày đó các bạn. Trong nhà trưng bày các bạn thấy nè. Đó, quê mình á. Quê mình á, rất là đẹp. Tự hào về Sa Đéc. Như một cái tấm thảm vậy. Phố hoa tươi sắc rộng hay là những cái đèn, những cái đèn tối là rực rỡ luôn, còn ngày không có được rực rỡ cho mấy. Bây giờ mình sẽ đi vào có một cái chiếc cầu, xinh xinh, đi vào cái nhà trưng bày các cái sản phẩm. Chỗ nào cũng có hoa hết này. Đẹp rồi. Wow, rất là đẹp luôn. Đây là những cái sản phẩm trưng bày tốt cho sức khỏe. Gạo ngọc đỏ hương chứa. Wow, rất là đẹp nha. Đây nè, một tí Sa Đéc. Bánh phở, tiêu, đủ hết trơn. Quay tổng quan thôi nha các bạn, tổng quan thôi. Mình chủ yếu là thích hoa. Đây là cúc hâm xo nè. Cúc đỏ, cúc hâm xo. Từng cái công ty á, từng công ty quay hoa lắm. Cái đèn chăm thấy cái gì? Cái bé xinh xinh, bé sen Đồng Tháp này các bạn.
biểu tượng với sao. Quất đường, quất đường, nhãn. Ôi, thật là cây đó là ớt. Đó, các bạn thấy sen không? Sen tháp 10. Tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam, đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đây, có chiếc xuồng chở hoa. Cái bé xinh xinh, rất là duyên dáng. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, hôm nay mình quay nhiêu đây nha các bạn. Tổng quan như đây ha.